Xin chào, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Big 7 Premier League trên kênh BLV Anh Quân Story, nơi cập nhật những thông tin nóng hổi nhất của nhóm đại gia tại giải Ngoại hạng Anh. Cuối tuần này, Premier League sẽ chính thức trở lại với các trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 30. Ngoài việc chuẩn bị cho những màn so tài nảy lửa vào cuối tuần, các đội bóng cũng có những hoạt động đáng chú ý bên ngoài sân cỏ. Hãy cùng đến ngay với Big 7 Premier League ngày hôm nay nhé! Mặc dù không còn giữ được phong độ hủy diệt như mùa giải đầu tiên khoác áo Man City, nhưng Erling Haaland vẫn duy trì khả năng săn bàn đáng kinh ngạc. Minh chứng rõ ràng nhất là việc tiền đạo người Na Uy đang dẫn đầu danh sách vụ phá lưới của Premier League với thành tích 18 bàn thắng. Tuy nhiên, theo những số liệu thống kê, Haaland lại không phải trung phong hay nhất giải đấu ở thời điểm hiện tại. Mới đây, trang Opta đã đưa ra những dữ liệu của tiền đạo xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh ở mùa giải năm nay. Đáng chú ý, tiền đạo Man City Erling Haaland không có tên trong 5 tiền đạo xuất sắc nhất trong danh sách này. Dữ liệu này được đánh giá trên những tiêu chí về tỷ lệ bàn thắng kỳ vọng, không tính phạt đền cơ hội lớn được tạo ra, cú sút được thực hiện, độ chính xác của cú sút và tỷ lệ sút trúng khung thành. Mọi tiền đạo của Ngoại hạng Anh đều được đánh giá dẫn đầu trong danh sách này là Darwin Núñez của Liverpool với tỷ lệ 78% sau khi được đánh giá bởi những yếu tố kể trên. Xếp sau đó lần lượt là Ollie Watkins, Rasmus Højlund, Rodrigo Muniz và Richarlison. Tiền đạo chủ lực của Man City Erling Haaland chỉ xếp thứ 11 ở danh sách này. Nó cũng chỉ ra phong độ tiền đạo người Na Uy đã giảm sút khá nhiều so với mùa giải năm ngoái. Man City đang lên kế hoạch tìm kiếm thủ môn thứ hai mùa hè này để thay thế Steven Ortega, nhiều khả năng sẽ ra đi trong thời gian tới. Pep Guardiola muốn có một cái tên cạnh tranh với Ederson và thủ môn Mills Villa là một trong những mục tiêu mà ông và ban lãnh đạo Man City đang nhắm tới. Mills Villa hiện đang là thủ môn số 1 của AS Roma và đang có phong độ rất ấn tượng kể từ đầu mùa giải. Thủ môn này được đánh giá có khả năng chơi chân rất tốt và chính điều đó giúp cho anh lọt vào tầm ngắm đến từ phía Man City. Phía AS Roma cũng không muốn mất đi thêm một thủ môn số 1 của mình sau khi đã để Rui Patricio ra đi ở mùa hè năm ngoái. Tuy nhiên, nếu nhận được một đề nghị hợp lý, đội bóng thành Rome hoàn toàn có thể cân nhắc về việc nhả người cho Man City. Jorginho vẫn đang trải qua những tháng ngày tươi sáng ở Arsenal. Trong năm 2024, tiền vệ người Italia luôn chơi ổn định và trở thành trụ cột trong hàng tiền vệ của đội chủ sân Emirates. Tuy nhiên, hợp đồng của Jorginho với Arsenal chỉ còn thời hạn đến hết mùa giải năm nay. Và ở thời điểm hiện tại, đại diện pháo thủ vẫn chưa có động thái gia hạn với Jorginho. Hợp đồng Jorginho với Arsenal sẽ hết hạn vào cuối mùa giải này và người đại diện của anh cho biết phía pháo thủ vẫn chưa có động thái gia hạn hợp đồng với thân chủ của mình. Chia sẻ trên Radio Sportiva, người đại diện này cho biết anh ấy đã gần hết hạn hợp đồng với Arsenal. Chúng tôi sẽ nói chuyện với họ vì anh ấy đang làm rất tốt tại đây. Được biết, nếu như không được gia hạn hợp đồng, Jorginho sẽ cân nhắc việc trở lại Italia thi đấu kể từ mùa giải tới và Lazio được cho là bến đỗ tiềm năng nhất với tiền vệ này. Trước thêm cuộc đại chiến giữa Man City và Arsenal vào cuối tuần này, cựu hậu vệ của hai đội là Gaël Clichy đã đưa ra nhận định của mình. Đáng chú ý khi anh đề cao Arsenal trước các nhà đương kim vô địch. Arsenal cần phải can đảm khi đến Etihad, họ cần đối đầu trực diện với Man City. Không có nhiều đội làm được điều này, tôi nghĩ ở thời điểm hiện tại chỉ có Liverpool và Arsenal. Arsenal không thể thua vào Chủ nhật, một trận hòa vẫn sẽ giúp họ xếp trên Man City. Nhưng tôi không chắc một điểm là đủ trước một đội như Man City. Tôi nghĩ nếu có một câu lạc bộ có thể sánh được với những gì Man City đã làm trong thập kỷ qua thì đó là Arsenal. Điểm yếu của Man City là khi cầm bóng, họ thường để mất bóng ở hai biên. Những cầu thủ như Saka và Martinelli có thể gây tổn hại cho Man City trong quá trình chuyển đổi. Giữ bóng và tận dụng khoảng trống phía sau nó có thể là chìa khóa. Nếu có một đội có khả năng đến đó và giành điểm thì đó là Arsenal. Trong thời gian vừa qua, Cody Gakpo đang liên tục nhận phải những chỉ trích của người hâm mộ Liverpool khi không thể đảm bảo đầu ra bàn thắng cho đội chủ sân Anfield. Trước búa rìu dư luận, cầu thủ người Hà Lan lại tỏ ra khá bình thản và không mấy quan tâm. Ở một diễn biến khác, với việc rời Liverpool cuối mùa này, huấn luyện viên Jurgen Klopp đang nhận được sự quan tâm của một đại diện nổi tiếng của bóng đá Hà Lan. Jurgen Klopp sẽ rời Liverpool vào cuối mùa giải này và những người cộng sự của ông cũng sẽ rời khỏi Anfield. Tận dụng cơ hội này, phía Ajax mới đây đã đánh tiếng với trợ lý hiện tại của Jurgen Klopp là ông Pep Linder về làm huấn luyện viên trưởng của họ. Tờ Liverpool Echo đưa tin phía Ajax rất muốn tìm huấn luyện viên trưởng khác để thay thế ông John Van Schip hiện tại. Pep Linder là cánh tay đắc lực của Jurgen Klopp trong những năm qua tại Anfield. Vị trợ lý này được cho là đã hiến kế cho Klopp để áp dụng lối chơi phòng ngự phản công cho Liverpool. Lối chơi đã giúp The Kop có được nhiều thành tích trong những năm qua, đặc biệt là mùa giải 2018-2019, khi Liverpool giành mọi danh hiệu ở cấp độ câu lạc bộ. Sau nửa mùa giải năm ngoái thể hiện không quá tệ, nhưng đến ở mùa giải năm nay, Cody Gakpo thực sự đã đánh mất mình tính đến thời điểm hiện tại. Anh đã phải nhận rất nhiều chỉ trích từ các cổ động viên nhà bởi phong độ tệ hại của mình thời gian vừa qua.
Mới đây, sau khi kết thúc nhiệm vụ tại đội tuyển Hà Lan tại đợt FIFA Day vừa qua, tiền đạo này đã chia sẻ về những chỉ trích hướng về mình. Cá nhân tôi không quá lo lắng trước những lời chỉ trích ấy. Tôi nhận thức được những tình huống đã và đang xảy ra với tôi, kể cả những kỳ vọng từ các khán giả. Tôi luôn là người đề cao bản thân cần phải làm tốt hơn và tìm ra cách để phát triển bản thân. Sẽ có vài thứ không suôn sẻ trong quãng đường mà tôi phát triển và tôi không thực sự quan tâm đến điều đó. Tôi chỉ muốn tập trung vào bóng đá lúc này với tư cách là một cầu thủ. Trái với phong độ tệ hại của Liverpool, Cody Gakpo đã có màn trình diễn ấn tượng tại đội tuyển Hà Lan khi đóng góp 2 kiến tạo trong chiến thắng của đội nhà trước Scotland vào thứ 6 tuần trước. Còn với Manchester United, cơ hội giữ cúp châu Âu của Quỷ Đỏ vẫn chưa thực sự sáng tỏ với tình hình hiện tại ở Premier League. Tuy nhiên, niềm tin được tham gia đấu trường châu lục của đội chủ sân Old Trafford đang ngày càng được củng cố khi Liên đoàn bóng đá châu Âu đã có những sự nới lỏng cho Manchester United. Man United đã hội quân trở lại sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia vừa qua. Đa số các trụ cột từ các đội tuyển đều hoàn toàn khỏe mạnh và lành lặn sau 2 trận đấu ở tuần qua. Chỉ có duy nhất trường hợp của Marco Rashford là không hoàn toàn đủ 100% thể lực khi trở về từ đội tuyển Anh. Nhà báo Henry Winter đưa tin Rashford đã phải nén đau để thi đấu trong 1 tháng vừa qua tại Man United và đội tuyển Anh. Tiền đạo này đã gặp phải chấn thương nhẹ từ trận đấu với Nottingham Forest tại FA Cup vào cuối tháng 2. Tuy vậy, Rashford được đánh giá rằng vẫn đủ khả năng để ra sân với Brentford vào cuối tuần này. Rashford đã thi đấu 15 phút trước đội tuyển Brazil và không được sử dụng trước đội tuyển Bỉ vừa qua. Tiền đạo này đang có được phong độ tốt tại câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia và đang nhận khá nhiều những chỉ trích từ khán giả. Trước đây, UEFA đã đưa ra những quy định về hạn chế quyền sở hữu nhiều câu lạc bộ để tránh những tiêu cực trong nền bóng đá châu Âu. Sau khi Sir Jim Ratcliffe lên nắm quyền điều hành của Man United, đã có những thông tin cho rằng Quỷ Đỏ sẽ không được tham dự châu Âu mùa tới nếu như Nice cán đích trong top 5 Ligue 1 ở mùa giải này. Tuy nhiên, Daily Mail mới đây đã đưa tin UEFA đã đảm bảo rằng Man United vẫn đủ điều kiện tham dự cúp châu Âu mùa tới bất chấp việc Nice có mặt hay không. Trường hợp Nice và Man United có mặt trong cùng Champions League, Europa League hay Conference League vẫn có khả năng xảy ra mùa tới. Có lẽ Man United và Nice sẽ không vướng những quy định về quyền sở hữu câu lạc bộ đến từ UEFA. Chuyển sang những diễn biến liên quan đến Chelsea, Cole Palmer với phong độ chói sáng của mình tại sân Stamford Bridge đã được huấn luyện viên Gareth Southgate triệu tập lên tuyển Anh ở đợt tập trung tháng 3. Nhưng trong cả 2 trận giao hữu vừa qua, cựu cầu thủ Man City đều không được chiến lược gia sinh năm 70 sử dụng. Mới đây, huấn luyện viên Gareth Southgate đã lý giải vì sao lại giữ Palmer trên băng ghế dự bị, trong khi đó Chelsea đang tìm kiếm một cái tên mới cho vị trí thủ môn ở mùa giải sang năm. Theo nhiều nguồn tin từ Anh, Chelsea đang nhắm tới thủ môn Bento Matheus Krapski của câu lạc bộ Atlético Paranaense trong kỳ chuyển nhượng hè tới, bất chấp việc The Blue hiện đang có tới 5 thủ môn thuộc biên chế câu lạc bộ. Toboli vẫn muốn chiêu mộ thêm một thủ môn nữa tại Stamford Bridge. Thủ môn này đã có màn trình diễn ấn tượng trong màu áo câu lạc bộ mùa giải năm nay và đã được gọi lên đội tuyển Brazil ở đợt FIFA Day vừa qua. Thậm chí, Bento còn được ông Dorival Júnior tin tưởng sẽ bắt chính ở cả 2 trận đấu với đội tuyển Anh và đội tuyển Tây Ban Nha vào tuần trước. Chelsea dự kiến sẽ chi ra 12 triệu bảng để mong muốn phía Atlético Paranaense nhả người nếu Bento cập bến Stamford Bridge mùa hè này. Anh sẽ trở thành thủ môn thứ 5 của The Blue. Mặc dù có phong độ ấn tượng tại Chelsea thời gian vừa qua, nhưng Cole Palmer vẫn không được Gareth Southgate trao cơ hội ở 2 trận đấu với đội tuyển Brazil và đội tuyển Bỉ vừa qua. Tuy nhiên, giải thích về việc này, thuyền trưởng của đội tuyển Anh cho biết Cole Palmer đã không thể tập luyện cùng các đồng đội trước trận đấu, nhưng ông cũng khẳng định cầu thủ này hoàn toàn có khả năng tham dự Euro 2024 sắp tới cùng Tam Sử. Thật đáng tiếc khi Cole Palmer đã bỏ lỡ quá nhiều buổi tập, đến nỗi chúng tôi không thể đưa anh ấy vào trận đấu với đội tuyển Bỉ. Chúng tôi không chắc chắn 100% những gì chúng tôi sẽ làm sắp tới, nhưng với Gordon và James Maddison lúc này, tôi hoàn toàn hiểu khả năng của họ. Nhưng tôi sẽ không loại Cole Palmer ra khỏi lựa chọn của mình tại Euro sắp tới. Cuối tuần này, Tottenham sẽ có màn tiếp đón Luton Town tại vòng 30 của Premier League. Tuy nhiên, Spurs lại vấp phải sự phản đối kịch liệt từ người hâm mộ liên quan đến chuyện giá vé. Trong khi đó, ở giai đoạn tiền mùa giải 2024-2025, ngôi sao một thời của Tottenham là Harry Kane sẽ có cơ hội tái ngộ đội bóng cũ khi Bayern Munich so tài với Spurs. Trang chủ của Tottenham mới đây đã xác nhận họ sẽ đối đầu với Bayern Munich trong trận đấu giao hữu giành cúp VZ Manta trên sân nhà Tottenham Stadium vào ngày 10 tháng 8 sắp tới. Đây là trận đấu cuối cùng của gà trống trong đợt giao hữu mùa hè trước khi họ bước vào mùa giải mới 2024-2025, một tuần sau đó. Đáng chú ý ở trận đấu này, các cổ động viên gà trống sẽ chứng kiến sự trở lại mái nhà xưa đến từ Harry Kane và Eric Dier. Cả hai cầu thủ này đều đã chuyển sang Bayern Munich ở mùa giải năm nay. Họ đều là những cầu thủ có thâm niên với Tottenham, đặc biệt là với Kane. Kane đã trở thành huyền thoại của gà trống sau gần 10 năm chơi bóng tại đây và trở thành tiền đạo vĩ đại nhất câu lạc bộ với tổng cộng 209 bàn thắng tại giải Ngoại hạng Anh. Trong trận đấu với Luton Town vào cuối tuần này, Tottenham sẽ phải nhận những sự phản đối từ chính cổ viên nhà.
Cụ thể vào phút 65 của trận đấu, tất cả các cổ động viên của Gà Trống sẽ đồng loạt có hành động quay lưng với sân bóng để phản đối quyết định tăng giá vé mùa giải 2024-2025 từ đội nhà. Theo báo cáo mới nhất của Tottenham, họ đang tăng 6% giá vé mùa của mùa giải tới và loại bỏ đi những ưu đãi cho những người 65 tuổi trở lên mua vé mùa ở câu lạc bộ. Điều này khiến các cổ động viên rất giận dữ. Họ cho rằng mức giá đó gấp 4 lần giá vé mùa tại sân vận động cũ của Haaland. Kết thúc chương trình Big 7 Premier League, chúng ta sẽ cùng cập nhật những tin tức liên quan đến Newcastle. Đội chủ sân St. James Park đang phải hứng chịu khá nhiều khó khăn, nhất là mặt nhân sự ở thời điểm Premier League bước vào giai đoạn nước rút. Tuy nhiên, những tín hiệu tích cực bắt đầu xuất hiện với huấn luyện viên Eddie Howe với các trường hợp của Joe Willock và Elias Anderson. Trước trận đấu với West Ham vào cuối tuần này, Eddie Howe đón nhận tin vui về lực lượng. Cụ thể, Joe Willock và Elias Anderson đã bình phục chấn thương trong thời gian ngồi ngoài vừa qua. Joe Willock đã bình phục chấn thương bàn chân gặp phải tháng 1 vừa qua, trong khi Anderson đã hoàn toàn khỏe mạnh sau chấn thương mắt cá. Trong khi đó, tiền vệ Sean Longstaff nhiều khả năng sẽ vắng mặt ở trận đấu tới do cầu thủ này đã nén đau thi đấu ở thời gian vừa qua. Eddie Howe muốn tiền vệ này được nghỉ ngơi để hoàn toàn bình phục chấn thương đùi của mình để trở lại trong trận đấu sắp tới. Jankuba Minte nhiều khả năng sẽ trở lại Newcastle mùa hè này từ Feyenoord. Hiện cầu thủ này đang chơi rất ấn tượng tại giải vô địch quốc gia Hà Lan và phía Trích Chòe muốn gọi lại Jankuba về vào cuối mùa giải này để có thêm chất lượng về mặt đội hình. Jankuba đã ghi được 8 bàn thắng và 3 kiến tạo tại Feyenoord ở mùa giải năm nay. Huấn luyện viên trưởng phía Feyenoord tỏ ra nuối tiếc khi biết tiền vệ phải ra đi. Anh ấy hầu như chơi rất nhiều trận đấu tại Hà Lan, nơi có rất ít tính cạnh tranh. Tuy nhiên khi bạn chơi tốt như vậy, đó là một vũ khí thượng hạng với đội bóng của bạn. Chúng tôi đang sở hữu anh ấy nhưng sẽ mất anh ấy vào cuối mùa giải này. Thật đáng tiếc, tôi nghĩ sự lựa chọn của anh ấy đã trở nên tốt hơn sau khi mùa giải này kết thúc. Điều khó khăn duy nhất đối với chúng tôi là nếu những lựa chọn của anh ấy không có sự thay đổi, anh ấy có thể sẽ không chơi với chúng tôi nữa ở mùa giải tới. Đó là tất cả những thông tin nóng hổi nhất liên quan đến các đội bóng thuộc nhóm Big 7 tại Premier League được chúng tôi cập nhật xuyên suốt 24 giờ qua. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các số Big 7 Premier League tiếp theo trên kênh Bình luận viên Anh Quân Story.